Hello mấy cưng. Vô tình là hôm nay gần tới Noel rồi, còn có mấy ngày nữa thôi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái link hay để mà các bạn Noel có cái để đi tán gái hay là đi biểu diễn trong trường, sinh hoạt lớp hay là cái gì đó. Thì link hay này nó cũng đơn giản thôi, dành cho mấy bạn mà newbie mỗi tháng. À không, mỗi tháng ít quá, tập béo đường chửi mình nữa. Một hai năm. Đó thì link hay nó sẽ có dạng như sau. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó, đầu tiên để làm được cái link hay này, chúng ta là phải làm được một cái chiếc cơ bản, đó chính là thumbnail reverse. Nó sẽ trông như này. Đó, cái này là cơ bản rồi, cho nên là mình nghĩ là bạn nào cũng đã tập được. Khi mà chơi một hai năm mà tập không được cái này sao coi được chơi được, bạn bè cười chết. Đó thì mình sẽ làm một lần cho bạn xem nó sẽ trông như này. Đó, chết mẹ, đã làm hai lần. Thì sau khi mà đã tới đây rồi thì chúng ta sẽ đưa nó qua hai cái ngón này, đưa nó qua hai cái ngón áp út và ngón giữa, và chúng ta thả ngón cái ra như này. Sau đó chúng ta sẽ đẩy nó lên, cái này gọi là around. Chúng ta sẽ đẩy nó lên như này và chúng ta sẽ chụp nó bằng cái ngón cái và ngón giữa, chụp lại như này, để lên chụp lại như này. Cái này nó gọi nguyên một cái chiếc luôn của nó chính là nail sonic. Bình thường các bạn sẽ thấy nail sonic nó ở cái dạng này đó, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm nó ở dưới đây, lên đây đó. Đây cũng là nail sonic. Nếu mà các bạn muốn gọi nó từng chiếc thì các bạn có thể gọi nó là around xong rồi chụp lại cái gì đó, nhưng mà nếu mà gọi cho nó ngắn gọn thì chúng ta sẽ gọi nó là nail sonic. Thì sau khi mà đã nail sonic lên tới đây rồi, chúng ta sẽ làm một cái chiếc mà mình đã nói kỹ ở trong cái video hướng dẫn trước, đó là tiếp bị sonic. Nó sẽ trông như này đó. Bình thường thì chúng ta làm tiếp bị sonic, chúng ta sẽ làm cho nó đi từ trên này đi xuống dưới ngốt luôn, nhưng mà cái này chúng ta chỉ làm có một ngón thôi, cho nên là nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nó sẽ trông như này đó. Đó, mình sẽ nói sơ qua, chúng ta sẽ cho cái bút lên đây, đó là nail sonic rồi. Thì chúng ta sẽ dùng cái ngón cái và chúng ta bấm vào cái ngón giữa như này, bấm vào và thu cái ngón giữa lại, đồng thời là đưa cái ngón áp út ra ngoài như này, cho cái bút nó đáp xuống cái ngón áp út này. Chúng ta sẽ được một một cái đoạn ngắn của cái thằng tiếp sonic, còn nguyên một cái chiếc thì chúng ta phải làm từ trên tuốt ở trên chúng ta đi xuống dưới đó. Đó thì sau khi mà đã tới đây rồi, chúng ta sẽ đưa cái bút xuống dưới đây, chúng ta sẽ pass xuống dưới đó, đẩy cái bút xuống dưới đây và cho nó đi lên đây luôn đó. Đó thì chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là Twisted Sonic Reverse. Nó sẽ trông như này đó, nhưng mà chúng ta làm ở cái ngón giữa và ngón áp út, đi xuống ngón út và áp út như này. Cái chiếc đúng, cái chiếc nguyên bản của nó thì nó sẽ đi ở trên này đó, cái Twisted Sonic nó sẽ như này, ngược lại của nó là như này, nhưng mà chúng ta làm ở dưới đây thì nó sẽ trông như này đó. Chúng ta làm cái này thì đối với một số bạn thì có lẽ là hơi khó, tại vì cái ngón út với áp út nhiều khi các bạn mới tập các bạn không có tách ra được, cho nên là cái này đòi hỏi là các bạn phải chơi tầm một năm hai năm gì đó thì có thể là cái ngón tay của bạn nó sẽ giãn hơn là mấy bạn mà mới chơi. Sau khi mà đã Twisted Sonic Reverse xuống rồi thì chúng ta sẽ pass nó lên đây. Cái này là finger pass bình thường nha, cái này là một cái chiếc cơ bản, bạn nào mà chưa biết thì coi lại. Đó, chúng ta sẽ pass nó lên đây và chúng ta sẽ Twisted Sonic lên đây. Đó, làm sao mà tới cái bước này mà các bạn thấy cái đầu này nó dài ra là nó đúng nè, còn các bạn mà thấy cái đầu này nó như vậy là các bạn phải coi lại cái đoạn trước, hoặc là các bạn xem xét đổi chiếc làm sao, chứ mà cái đầu mà nó như vậy là chúng ta sẽ không có đi tới cái chiếc cuối cùng được. Chúng ta phải làm sao cho nó như này đó, sau đó chúng ta sẽ burst qua đó, là chúng ta được cái link hay. Cái đoạn burst này chúng ta có thể burst hai lần, ba lần hoặc là một lần gì đó, là tùy vào cái sở thích của mấy bạn. Thì làm lại nguyên cái link hay nó sẽ trông như này. Chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta thumbnail reverse lên đây, tiếp bị sonic xuống, sau đó đẩy nó xuống đây, lên đây, tiếp bị sonic qua đây, pass lên đây và burst qua. Vậy chúng ta đã được cái link hay. Thì cái link hay này nó không có bị kén cái vị trí, chúng ta có thể đặt nó ở đầu, ở cuối hoặc là ở giữa, combo đều được. Ví dụ như là cái chiếc mở đầu với link hay này là cái chiếc thumbnail reverse, thì chúng ta có thể để nó ở đầu, chúng ta có thể làm cái link hay này ở đầu, sau đó chúng ta quay hết cái link hay này và chuyển qua những cái link hay khác.
hoặc là chúng ta để nó ở giữa, chúng ta đang quay một cái link khay nào đó, chúng ta có thể chuyển qua cái chiếc này để mà bắt đầu cái link khay này, hoặc là cái chiếc bus của cái link khay này chúng ta có thể để nó ở cuối combo đó. Chúng ta quay hết những cái link khay khác, chúng ta bắt đầu cái link khay này và kết thúc bằng cái chiếc bus này đó, thì nó vẫn được đó. Nói chung là nó không có bị kén cái vị trí, chúng ta có thể muốn đặt ở đâu cũng được, và chúng ta có thể thay đổi những cái chiếc ở trong cái link khay này. Chúng ta có thể tham khảo thôi một phần nào đó thôi, và chúng ta sẽ chế lại theo ý mình đó, đó là tùy vào cái sở thích của mấy bạn. Và mình đã hoàn thành xong cái video hướng dẫn link khay, chúc các bạn là tập xong cái link khay này là Noel là sẽ có bồ. Mình thì có bồ rồi cho nên là mình không có cần tập. Và ok, nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và bấm vào nút subscribe cũng như là nút chuông để YouTube nó phải thông báo cho mấy bạn khi mà mình ra video mới. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.